Đây là mình mới vô cái quốc lộ 28 nha các bạn. Bây giờ là mình đi vô theo cái quốc lộ 28 này để khám phá cái cung đèo Gia Bắc. Thì từ đầu quốc lộ 1 vô quốc lộ 28 này mình đi 12 cây số nữa thì tới thị trấn Gia Lâm các bạn. Rồi đi tới cái đèo Gia Bắc là khoảng 40 cây số. Rồi let's go, lên đường nha các bạn. Sống các bạn, nhiều khi mình đang đi mà mình có thể là đá thuốc sống thì nó cũng rất là đơn giản. Khi mà ta đang chạy bình thường các bạn, ta vừa nhả ga, tức là mình vừa buông tay ga ra đó, về số 5 các bạn, bạn thấy không, đó là về số 5. Rồi về số 4 các bạn. Nó rất là dễ. Do mình thao tác nó quen thôi các bạn. Vừa buông ra là mình sang số liền. Thì nó rất là im. Giờ mình đang chạy số 4 nha. Giờ mình đá số 6 nha các bạn. Đang chạy số 4 nè các bạn. Đó, về số 3 lên số 5. Về số 5 là lên số 6 các bạn. À, các bạn thấy là rất là im. Xe nó không có bị nảy lên. Tức là mình vừa buông cái tay ga ra là mình về số liền. Đó, về số 5 các bạn. Số 6 là xe nào cũng đá được. Không riêng về Winner hoặc là Accenter đó là đây đời các bạn. Đây về số 4. Rồi lên số 5 nha các bạn. Số 6. Đó các bạn thấy xe rất là im, không có vấn đề là nó nảy lên nảy xuống. Nhiều khi mình đi đường mà mình bận biểu gì một cái lý do gì đó là mình muốn nó số 6 thì vẫn được. Chẳng hạn như là tôi nghiện thuốc các bạn, thì hút thuốc thì mình có thể đá số 6. Hoặc là các bạn đang ăn một ổ bánh mì vì cái đoạn đường các bạn chưa đói bụng nhưng mà muốn ăn ổ bánh mì hoặc là một cái bánh bao hay là cái gì đó, thì các bạn bận cái tay không có bóp nó ra được thì ta vô số 6. Đó về số 5 nha các bạn. Rất là êm ái. Về số 4. Rồi từ 4 mình mới đá lên 5 6 nha các bạn. Năm các bạn nhớ là vừa buông ra là đát liền, thấy không, rất là im, không có vấn đề gì nha các bạn.
Thì cái đèo Gia Bắc á, là mình lên tới cái xã Gia Bắc á các bạn, cái khu mà đông dân cư á, thì là nó hết đèo Gia Bắc. Nhưng mà từ cái xã Gia Bắc mà lên tới huyện Di Linh á là nó khoảng 40 cây số nữa, và do đó là cái đoạn đường nó cũng còn là đèo dốc, nhưng mà nó đỡ hơn rất là nhiều các bạn. Đây là các bạn nghe tiếng ve nó kêu rồi. Nên ở đây là bắt đầu nghe không khí nó se lạnh rồi các bạn. Bên đây là mình thấy bắt đầu nó có những cái rừng thông rồi. Có những cái cánh rừng thông các bạn. Lên cái độ cao gần cả ngàn mét này thì nó lạnh lạnh các bạn, nó xe lạnh rồi. Ở đây thì mình lên cái đèo Gia Bắc này thấy có hai cái quán cà phê, nhưng mà cái view thấy không có đẹp luôn, mình không có ghé. Dạng như cái trạm dừng chân đèo Gia Bắc, nhưng mà cái view thấy nó đơn sơ quá, nó không có hùng vĩ. Trước mặt là cái đồi thông đó các bạn. Như cái đèo Bảo Lộc, mình lên tới cái đèo này là nghe cái không khí nó mát. Tuy bây giờ là đang giấc trưa nắng, nhưng mà chạy không có nghe cái hơi nóng của mặt đường tỏ lên. Gió thổi vào người mình rất mát.